hôm nay chúng ta sẽ khám phá bộ đồ chơi ô tô nhé. Khám phá nào. Mở ra. Nào, cùng mở ra nào. Bạn Tâm Anh đổ ra nào, anh xuống đổ ra nào. Ôi nhiều thứ quá. Bị mắc kẹt rồi. Ôi nhiều kẹo quá. Ôi thật là nhiều. Có những thứ gì vậy? Có những cái đồng hồ. Đẹp quá. Đâu, cá mập đâu nè. Cá mập đẹp quá. Ôi cái nồi nè. Có xe đua. Con vịt đẹp quá. Xe đua đẹp quá. Ôi nhiều kẹo quá các bạn nhỏ ơi. Đây, ô cái ghế à, cái ghế đẹp quá. Đẹp quá, này đẹp luôn. Ơ, quả gì kia? Quả dứa. Ơ, cái nó, cái phóng cơm. Đây, cái nằm bánh nhé. Trộn nhé. Trộn lên. Đây nè. Ôi, hộp đồ chơi thật là nhiều thứ. Đâu, ô tô đâu Tùng Anh, anh xuống ơi, thử đi xem nào, thử du xem nó có chạy không nào. Nhi ơi, Nhi quẩy ở đây. Xin chào các bạn nhé. Thật là đẹp.